Sếp ơi, cho em hỏi một tí. Anh đang định giá bên công ty mình Trung Thực Len bao nhiêu tiền này? Nếu mà anh định giá vô giá, vô giá, anh phải cho em một con số được không? Không, tại là ra con số thì nó chỉ là con số. Vâng. Còn anh không định bán, anh không định giá đâu. Vâng. Nó như kiểu là đứa con tinh thần của anh. Mà em thấy không, tên công ty này slogan là tên là của mẹ, slogan là nói chung thực và đại chúng ta. Và em thấy văn hóa khác biệt, nhưng mà muốn khác biệt nhất là cái con đường bán hàng của anh em mình đi theo cái như là video truyền thông. Mỗi cái video chính là một cái cơ quan phát ngôn của chúng ta để cho người khác người ta nhìn vào, và cách bán hàng nó minh bạch, là qua video chúng ta không thể giảm công khai hết cả, công khai hết cả. Đấy là một cái minh bạch thị trường này, cũng như là một cái thay đổi góc nhìn để các bạn môi giới bất động sản, là những cái bạn phải làm việc chân chính và kiến thức cơ bản hiểu là tư vấn cho khách hàng, chứ không phải là chúng ta ngồi uống trà đá các xe ôm này xong rồi lại đi tư vấn chi trò. Nó không hợp vậy, nó không hợp với thứ hai là các bạn không có cái chỉ không có kiến thức thì hướng dẫn người ta đầu tư sai. Còn lại thì như bên mình là khá là chỉn chu trong cái cách hoạt động, cách chọn sản phẩm, cách đặt thị trường. Và tất nhiên trong khác sẽ gặp các trường trái chiều và kia là em bị rất nhiều cái mảng bên mình sẽ rất nhạy cảm và không phải lông đấy, đi lông thì rất nhiều điều kiện, mình đi theo một cái đường lối khác. Thôi cứ vững bước đi, mỗi năm mọi người nhìn thấy mình trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn, uy tín hơn, thì tự khắc sau này mọi người sẽ tìm đến mình, tìm đến mình quay xe.